cái anh bán thứ bảy nè, hai tuần dương lần phải không? Mới bị này cái gì đây? Mới bị này sao? Cái nhỏ này nè. Rơi trăm ba. Ba cái à? Của hàng Mẫn Châu, hàng Sài Gòn. Mẫn Châu đẹp lắm. Cái này đeo đeo đẹp nè. Đâu có mắt đâu. Con trăm ba vậy? Trăm ba, bên đây là trăm rưỡi. Dễ thương lắm. Cái này hàng Mẫn Châu ha. Chẳng vừa bị lắm kìa. Đeo chéo, bị đeo chéo nè. Này nhiêu vậy? Cái đó trăm tư. Này hàng Quảng Châu không ạ? Dân nghĩa địa, dân cho đốc đĩa hàng Quảng Châu vậy. Buồn ghê. Cái gì? Này bán hai tuần vô bán chi lăng lặng nha. Ở bên là chú Dũng kìa. Dân cho đốc không mà, ở đây dân cho đốc phải chi lăng quá ta. Này bán thì xà bông. Nước có chén còn không? Cho bác. Sao vậy? Đi ông chỉ gì không? Này là cặp của tao. Nhớ không? Cái bệnh đục. Ra đâu rồi? Nhiều đồ đẹp đẹp luôn. Có nào này dễ thương không? Này kho cá kho tiêu được này ha bà Tiết. Cái gì? Nó đây nè, nhỏ này nữa đâu. Em về nghe mình lên. Nó cũng siêu nhăn quá ha. Tô cổ là đẹp quá rồi. Cái nào này đẹp nữa các bạn. Cái này phải là con cá. Đồ cổ rất là nhiều. Bữa nay là Tiếp có đem đồ cổ vô nhiều. Nằm đâu đủ vô? Nằm đâu mà nằm đâu bệnh nha. Nắng quá à, đứng ngồi đây luôn. Bà Tiếp là nắng nắng rồi. Lùi một gì cái này là giống như nấu được mà nó có cái đứt này. Ở đây là nhà mình có rồi lấy gì vậy? Nhưng mà con không thấy. Ồ, một đống cái nhà mẹ mua một chục. Cái này nấu nó uổng nó mới nứt ha. Đất này cũng là lá nè các bạn. Này để đâu? Nước ngoài làm gì có mấy cái này vậy, làm chi gì? Cái đất này đất để hâm nè. Đồ ăn mà cái đó còn mới. Không phải, nó hâm nữa nè, nó cũng hâm nữa nè. Ừ. Nóng lên là nó nè, có cái thiện đứng đẹp lên các bạn. Mua cho mèo với mua cho cá là mua khô. Khô thành khô. Thành khô cá cha phòng mà không có. Này cũng nấu được, này cũng hâm. Cái này bữa hổm thấy rồi mà ta. Thấy nữa hả? Cái dĩa là đẹp lắm. Này là sạp của chú Dũng. Chú Dũng đang tao đang lựa cặp các bạn. Mình đang lựa bên đây nè, đồ này rất là nhiều nha. Cái tô các bạn. Tô có luôn cái nắp. Không có này đồ cổ nhiều lắm mà. Có tầm thường thôi á. Ở dưới khá là nhiều nữa. Chú Dũng có luôn cặp nè. Hôm nay mình có quay cặp, mình quay ba đồ sứ rồi. Có cái ba lô này dễ cưng lắm nè. Cái này cá lùng giác được không Dũng? Ba lô dễ cưng các bạn. Ừ, cái ba lô này được nè. Ba lô này cả con cha mình giác được nè. Học lớp 1 được nè, con mình học có giá 5 tuổi rồi.
Dạ. Gì hả? Em mua giáo hả? Số luôn, cái bình ấm này. Một bổ à, nước vô dần đóng nước luôn. Gì? Lâu quá. Mày cái gì? Thôi phim. Quay đăng bên nước ngoài vậy? Đi qua Mỹ, cho bên Mỹ nó mua. Cái gì? Cái gì lạ lạ quay á, cái tô định như tôi quay mấy lần rồi. Còn hoài cái tô. Cái gì á thu thuyền nha kìa. Đâu? Đó. Cái gì thuyền á hả? Cái thời á. Thấy không? Thấy không? Nè bà gái, cái gì á không? Có con gặp nè. Đầu nó dày lắm các bạn, thấy gì cái cặp này nó nặng chịch đi. Nó nặng dữ dằn luôn ha. Ba cái cho mai chị. Đây là cái gì không? Cái này là cái chén lại China chứ không phải Nhật nha. Đây là cái dĩa hay cái tô, cái dĩa. Mà cái dĩa này nó chụm chụm các bạn. Thôi xíu trắng nè. Mình phải lựa cái nào cổ cổ rồi. Có cái này cổ cổ nữa nè. Hai cái dĩa này là 40 nha. Dạ. Hai cái dĩa này giống như là của thời dịch nhà Đường vậy các bạn. Biết mua chợ chợ treo nó cảnh trong chơi cổ dĩa nó cảnh đây ha. Trời bán sao vậy? Trời ơi là trời bữa nào. Cái liếc có 50 ngàn chị, cái kia 20 ngàn chị. Bữa nào cũng vậy. Tao ơi. Ông đem ba cái đi thành thứ ly ra bà nó nước luôn kìa. Trời mưa thì khác vậy, chân lạnh. Cái ly khổng lồ các bạn. Mua cái này về đổ 3 lon bia được nè. Không có cái ly khổng lồ nữa. Đây, đi ốc nước kìa. Của chú Dũng hay bị nhiều ha. Tại giờ ổng bán chuẩn. Ổng bán cố định ở đây, ổng cần đem đồ đi đem đồ về. Còn cô Tiết thì phải đem đi đem về, nên đang không được nhiều. Cô khá là giờ rồi chắc cái vậy tôi chắc rồi đó. Chắc còn hơi hết rồi đó. Có cặp nào dễ thương không Dũng? Cái gì? Cái này Minh Lùng chưa đi học má, học mẫu giáo à. Dạ cái ba lô đó đó. Nặng quá bên, nghe xíu xíu. Cái này đi học được lớp 1 được, thấy là học đi học được. Mã này thấm nước chắc rồi. À bỏ xuống dưới hả? Cái này dễ thương lắm nè. Cái này nó bằng da nè các bạn. Cái này bằng da. Bà thích gì bà lựa đi chứ dạ không biết được tư vấn đâu. Tôi cũng sắp tới sắp lui gì đó, gặp cái nào vừa ý lụm. Này à. Này cũng nữ mà. Mới đi học gì nè. Rồi rồi cái đó đó, cái đó Dũng đang đeo đó, là bao che luôn. Bao trời bao che. Ảnh là chuyên dị cặp, cặp cắt là nhiều luôn. Quay ngược chiều giờ trời ánh sáng rồi. Từ trước quay vô nó mới sáng, từ ở trong quay ra thì nó hư rồi. Không đứng trong nặng đường phệ không rồi. Ừ, trời ơi, trả con. Tại con đem qua trò chân chơi thôi đó. Chân chơi đồ bé. Bởi nó có cái đó đâu. Úc, khoái này sao đẻ một hai cái vậy đó. Đâu có. Cái này hả, gom này cũng nhiều lắm. Cái đó 30 ngàn. Bây giờ ra cái dĩa đựng gì mà đẹp quá à. Nó đẹp quá à. Nó bằng cái gì vậy? Không giống nhau. Mua cái chục cái. Cái này đựng như cái là 4 cái. Cái 4 cái, 8 cái.
không được uống nhiều đâu, hiếm. Nói nào chỉ này phải không? Này có ba cái nữa, này dày lắm nè. Cặp có đó. Mấy cái tô này nè, ăn của mẻ rồi gì? Nhà con ăn tô này không ạ? Mẻ. Cái đó giờ cái đó đây làm gì á? Làm gì? Không ăn cơm được. Cơm cho được. Cho được không? Đồ ăn thì được chạy à, đừng cái gì đó mình múc mình ăn mình đậu đầy được. Con bữa nay mưa gió, mưa sáng quá trời lớn luôn, trời trễ. Chúng gặp mày nhỏ nhỏ cái được rồi, lại xuống cạnh.